Hello, xin chào anh chị em các bạn ha. Chào mừng em đến với kênh YouTube của Thắng Biker. Thì hôm nay mình lại tiếp tục cập nhật các dòng xe máy cũ em tham khảo ha. Dòng xe máy cũ hôm nay thì mình sẽ tổng hợp tất cả các dòng xe có mặt trong cửa hàng. Thì hôm nay thì mình sẽ tổng hợp như là dòng SH1, SH125, 150 và một số cái mẫu Vario 150 nhá. Những cái mẫu xe này thì bên cửa hàng thì vẫn là bảo hành máy móc cho em là từ 6 tháng đến 1 năm sử dụng nhá. Đấy. Và những cái giá cả thì cửa hàng niêm yết công khai. Giá anh ấy SH này thì cửa hàng sẽ bao hồ sơ gốc này cho anh em về sang tên nhá. Đấy. Anh chị em nào mà quan tâm chiếc xe nào có thể lấy đi ký ha. Mình sẽ cập nhật thông tin báo giá, còn chi tiết hơn thì anh em cứ liên hệ trực tiếp số Zalo ha. Rồi thì đầu tiên thì mình cũng sẽ cập nhật lại cái địa chỉ cửa hàng nhá. Hiện tại thì mình đang đứng ở cửa hàng xe máy Hưng Phát 186 anh em nhá. Địa chỉ cửa hàng anh em thấy gõ Google Maps là 305 Lý Thường Kiệt, Dĩ An, Bình Dương. Đấy, cửa hàng xe máy Hưng Phát 186 nhá. Đấy, anh em mà không biết đường thì mình cứ liên hệ hai số Zalo trên hình. Cửa hàng có mua bán trao đổi xe, có ship xe toàn quốc và có hỗ trợ trả góp ha. Trả góp anh em cầm theo căn cước công dân từ 20 tuổi trở lên, không nợ xấu ha, trả trước 30% giá trị xe. Đấy, anh chị em nào quan tâm thì inbox nhá. Giống như cái mẫu Vario này thì anh em trả trước khoảng 5 triệu này. Còn SH1 thì anh em trả trước khoảng là 10 triệu ha. Còn 125, 160 sẽ tùy theo về giá xe nhá. Đấy, anh em cần tư vấn thì liên hệ nhá. Rồi thì hôm nay thì mình lại tiếp tục vào gặp chủ cửa hàng để cập nhật xem là giá hôm nay thế nào nhá. Thôi. Rồi, đây là chị Nhung mọi người nhá. Hello chị Nhung nhá. Xin chào tất cả anh chị em mình nhá. Hôm nay thì cuối tuần em sẽ báo giá những cái dòng xe có mặt tại cửa hàng. Thì ngày mai là ngày nghỉ lễ chủ nhật rồi, anh em nào mà mình quan tâm mẫu nào thì mình ghé ngay trực tiếp cửa hàng Hưng Phát mình xem xe nhá. Địa chỉ của cửa hàng thì là vẫn nằm ở 305 đường Lý Thường Kiệt, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương nha anh em. À ok. Đó thì hôm nay thì mình sẽ cập nhật từ bên ngoài vào anh em nhé. Ở bên ngoài này thì có Vario này, rồi SH1 này. Mình sẽ đi SH1 chứ chị ha. Đây. Đó. Mẫu này là 2019 nha anh em. 2019 này. Con này màu xanh đá. Đó, thì, 2019 thẳng thường. Đó. Biển số 70 Tây Ninh nhá. Xe thì rút được hồ sơ sang tên đổi chủ nhá. À, con này là 42.600.000 bao hồ sơ gốc cho anh em mình. 42.600.000 bao hồ sơ em nhá. Xe là nguyên bản hết em nhá. Đấy. Nguyên bản luôn. Những cái mẫu xe SH thì cửa hàng sẽ bảo hành cho máy móc là 1 năm sử dụng em nhá. Rất là dài luôn. 1 năm sử dụng luôn. Đợt đến ông 8 này. Còn nếu như anh em mình mà muốn góp thì như chiếc này thì đưa tầm 5 đến 6 triệu là mình có thể lên hồ sơ được nhá. 5 đến 6 triệu là góp được rồi anh em ha. Rồi, còn bên đây thì cũng là SH1 luôn. Rồi chiếc kế bên là mẫu 2019 màu trắng đen. Màu trắng đen này thì con này thì xe rất là cứng luôn, đẹp, máy êm zin. Biển số 88 nha anh em. Đó con này 2019 là 41.800.000 bao hồ sơ. Đấy, con này có 418 là bao hồ sơ luôn em nhé, 2019 luôn. Rồi. Rồi bên đây. Rồi chiếc kế bên cũng mẫu 2019 luôn. Này biển 60 Đồng Nai. Trắng nâu nha. Màu trắng nâu nhá. Này thì nó cứng hơn, em bán 42.800.000 bao hồ sơ. Ok, con này thì cao hơn bên này 1 triệu. Đấy. Đây. Đấy, ok anh em nhá. Đấy, cửa hàng thì bao em thợ thấy đến test xe thoải mái nhá. Đấy, bảo hành rất là dài cho em sử dụng. Rồi, bên này cũng là SH1 luôn. Đây. Rồi, chiếc này rất là mới luôn á nha. Chiếc này là thằng ABS này anh em. ABS luôn, đây bản ABS luôn này. ABS nhá, con này 2022. Đó, mới chạy hình như là 11, 12 ngàn gì đấy. 2022 luôn, nghĩa là đi con này 12 ngàn cây này. Con này thì em đang rút hồ sơ. Đang rút hồ sơ luôn rồi. 2022. Giá bao hồ sơ cho anh em mình là 54.600.000. 54.600.000 nhá, đi rất là ít, 12 ngàn cây thôi anh em nhá. Đó, nó là đẹp và có ABS nữa. Bản ABS lúc nào nó cũng đắt hơn cái bản thường. Ốc chưa mở luôn anh em. Ok. Mình sẽ cập nhật luôn cái Vario luôn chị. Rồi, Vario hiện tại thì chỉ còn Vario 150 thôi anh em ạ. Những mẫu Vario này đều toàn bộ là 150 nhá. Và bảo hành cho anh em mình là nửa năm sử dụng này. Thì cái màu này rất là đẹp luôn, 150. Con cái này, giá của Vario này là mình chưa bao hồ sơ đúng không chị ha? Đúng rồi, chưa bao gồm phí đâu em. Rồi, chỉ có SH là bao hồ sơ thôi. Là SH nam nữ thì nhà chị bao phí hồ sơ. Còn những cái dòng Vario này thì anh em mình muốn rút thì mình thêm phí nhá. Rồi, chiếc này là 37.600.000 này. Đó, xe đẹp nha anh em nhá. Con này là đang rút hồ sơ nha anh em. Con này đang rút hồ sơ rồi. Đang rút hồ sơ, màu này thì rất là đẹp luôn. Vỏ lốp thì rất là dày luôn. Đấy, em thấy là vỏ lốp dày này. Đấy. Cái mẫu Vario này thì bên mình bảo hành máy móc là bao lâu chị ha? Bảo hành nửa năm em. Con này thì bảo hành là 6 tháng đối với máy móc nhá. Còn áo thì cực kỳ đẹp anh em này. Đó.
Này Odo chạy 22.000 rồi. 22.000 đây. Đó, con này là 37.6 anh em nhá, 376 luôn. Máy cũng rất là êm đó, luôn. Thì thầm luôn anh em nhá. Rồi, bên đây thì có chiếc xanh nhám luôn này. Rồi, xanh nhám này là 2020 này. 71 Bến Tre. Xe bao cứng luôn nhá, rất là đẹp luôn, 2020. 37.700. 37.7 ha, 2020. 71. Đó. Cửa hàng vẫn có hỗ trợ trao đổi xe nhé. Anh em muốn trao đổi xe thì mình cứ mang xe trực tiếp đến cửa hàng nhé. Đấy. Anh em nào mình muốn trao đổi mẫu nào thì mình cứ đưa xe tới là trao đổi thôi nha anh em. Okay. Xe đầy đủ giấy tờ là trao đổi hết. Rồi, tiếp theo cũng 150 luôn, 37.600, màu vàng cát nha anh em. Vàng cát này, lên bấm vàng đồng luôn em nhé. Đó, con này thì biển số 83 Sóc Trăng. Đó, 37.6 biển Sóc Trăng. Đó. Ở đây chiếc màu trắng này. Rồi 150. 37.6 mà màu trắng đen luôn. Đó, 376 luôn nhá. Đấy, những cái mẫu xe Vario này là máy móc đều zin hết đi em nhá. Đấy. Đấy là mọi chi tiết xe là rất là đẹp, là không bể vỡ em nhá. Đấy, bao em soi test luôn. Đấy. Đàn chân ốc tán đẹp. À. Rồi, cái này còn chiếc Vario nữa này. Rồi, con này là màu trắng đỏ đen nha anh em, rất là đẹp luôn, phối màu cực kỳ đẹp nhá. Này 150 2020, 38 triệu 38 triệu gì? 700. 38.700. Đấy, con này là nó cao nhất này. Đấy, 387 nhá, còn mấy con kia là 37 này. Như là con này mới chạy cũng ít cây sao. Đấy, con này thì mình thấy là vỏ trước là zin này. Đấy. Con này mình nghĩ là đi tầm 20.000 cây. Con này cũng ra 20.000 cây. 20.000 ha. Đó. 38.700. Rồi, còn bên trong này thì còn rất là nhiều nhá. Mình sẽ đi luôn cái bên này. À, SH cao, con này là 150 à. 150 mẫu 2018 em. Đen nhám nha. Này đen nhám này. Nói chung mấy cái mẫu này nhà em bảo hành 1 năm sử dụng luôn. Bảo hành 1 năm sử dụng nhá. À, con này là đăng ký năm 2018. Rồi. Xem là biển số đâu. Xem cái biển số luôn. Đó, xe đẹp leng keng nhá. Đây, đèn LED 2018 luôn, 150. Đó. Ờ, chiếc này thì em đang rút hồ sơ sẵn này cả nhà. À, con này đang rút hồ sơ luôn rồi. Đúng rồi, đang rút hồ sơ sẵn nhá. Đây, giá con này hôm nay là 67.8 vậy ha. 67.8, bao hồ sơ gốc. Bao hồ sơ gốc nhá. Đấy, xe đẹp, leng keng luôn. Còn bên này, chiếc này cũng là 150. Đó. Rồi, 150, 60 Đồng Nai, con này đen bóng nha anh em. Con này đen bóng, hai chiếc này là 150 hết nhá. Con đen nhám và đen bóng nhá. Đó, 150 thì em bán 66.800 bao hồ sơ. Đó, những anh em nào mình mua xe SH về thì nói chung là không cần bỏ phí là rút hồ sơ đấy nhá. Giá này là bao rút hồ sơ rồi. 66.8 nhầm nhá, bao hồ sơ gốc luôn. Rồi. Những dòng 66 này thì anh em mình có thể trả trước tầm 20 triệu là mình lên hồ sơ được nhá. À đấy, tầm góp tầm 20 triệu là trả trước 20 triệu là góp được rồi. Rồi, tiếp theo 60H100. Chiếc màu bạc này là 219. 219. Con này là 125 anh em ha. À 125 219. Con này 60 năm mấy đây nhỉ? 61.800. 618 2019 nhá. Đấy. 61.800 màu bạc. Đó, bản CVS. Rồi, tiếp theo luôn. À chiếc này như con là này khách cọc rồi em. Khách cọc rồi. Chiếc này là bản đời mới nhất này, khách cọc rồi này. Không mới ha. Đó, còn bên này dưới này cũng là một số mẫu đèn LED nữa này. Rồi. Chiếc này, chiếc màu trắng này là con này là 125 đúng không vậy ha? 125 2018. Rồi, con này là thắng ABS nha em. Thắng ABS luôn này. Xe rất là cứng, vỏ dày này. Nói chung áo liền lạc ra. Những dòng này nhà em bên cửa hàng là chọn rất là kỹ càng anh em. Máy móc rồi tới áo rất là kỹ luôn. Rồi ABS 65 triệu 600. 65 triệu 6 nhá. Chung là cái những dòng xe này thì cửa hàng về là kiểm tra từ trong ra ngoài, giữ từ trong ra ngoài luôn nhá. Đấy. 63 Tiền Giang. Biển 63. 65 triệu 600. Rồi, còn cái bên này. Biển số 66 Đồng Tháp 2018 luôn. Con này là 125 150 đấy chị. Con này 125 chị ha. 125. 125 2018. Đó. Đó, chiếc này màu trắng đen nhá, rất là đẹp luôn anh em. Trắng đen. Biển số Đồng Tháp. Con này là 60 triệu 600 này. 60 triệu 6. Đấy, 2018. Chung là giá cửa hàng niêm yết như này thì cũng dễ, là rất là dễ lựa ha. Rồi. Rồi, 61B1 2018 luôn. 125. 60 triệu 800 nha anh em. À, con này cũng là 60 triệu 8 luôn. Đó, 2018 luôn. Rồi chiếc kế bên là biển số 68 Tiền Giang. À quên, 68 Kiên Giang. Con này là cũng 125 2018 luôn. 125 2018. Rồi. Thắng thường anh em. Thắng thường. Đó, con này cũng để là 60 triệu 600 luôn. 60 triệu 6. Mình thấy là ba chiếc này
là 60.600.000 luôn nhá. Rồi bên dưới này. Đấy, bên dưới này thì mình thấy là con này có ABS này, con là 125 luôn. Mẫu này là 217 này, 125. 217 125. Màu xanh xi măng nha anh em, 125. Con này biển số con này cũng đang rút hồ sơ nè. Đang rút hồ sơ luôn rồi. Rồi, ABS anh em 65.700.000. Đấy, 65.700.000. Đó, xanh xi măng. Đang rút hồ sơ luôn rồi em nhá, xanh xi măng. Rồi, còn chiếc kế bên này. 71 Bến Tre. Đó. 71 Bến Tre con này 2019. 2019 mẫu này là 150 này. 150 nhá. 67.800.000. Đó, 150 nhá, 2019, 67.800.000. Đó, ok em nhá. Đấy, anh em đến mua xe những cái hàng còn bớt thêm tí tiền xăng lọc lá cho nó ha. Rồi, còn chiếc kế bên này. Rồi, 36D1. 36D1 là 2018 luôn. À, 2019 nhá, 2019 nhưng mà mẫu này 125. Bán ABS anh em nhá. Đây. 125. Đó, ABS này. Nhưng mà nó là mẫu ABS này. Rồi. Con này 68.600.000. Đó, 68.600 nhá, bản ABS 2019 nhá. Đây, còn chiếc xám xi măng 61C1. Màu xám xi măng anh em. Con này là 219.150. 74.800.000 bao hồ sơ. Đó, 74.8150 ABS xám xi măng. Siêu đẹp luôn em nhá. Máy mẫu này đưa 15-20 củ là mình lên hồ sơ. Là những cái chi tiết xe nó rất là liền lạc, không bế vỡ em nhá. Đấy, anh em nào cần chi tiết chiếc nào thì liên hệ trực tiếp mai số Zalo ha. Cửa hàng sẽ chụp hình quay video kỹ cho em ha. Đúng rồi, anh em mình rảnh có thể là ghé ngay cửa hàng hoặc là cứ gọi điện trực tiếp cho em đi. Đó, ứng chiếc nào mình cọc xe, em ship xe nhá. Chiếc này cái này của khách cọc rồi em. Khách cọc rồi này. Rồi. Rồi, biển số Sài Gòn 59X1 2017. 2017 nhá, 60.800.000. Đó, 2017 60.800.000 nhá. Làng càng luôn, xe nguyên bản nhá. Rồi, còn kế bên này. Rồi, 61K 2018 luôn. 2018. Rồi. 61K con này cũng 60.800.000. 60.800.000. Đó. Rồi, chiếc này là biển số 70B1 Tây Ninh nha anh em. Chiếc này là mềm nhất này. Con này thì mềm nhất, con này là em không có bao hồ sơ bởi vì con này chưa có rút được hồ sơ nhá. Rồi. Chưa rút được hồ sơ. Con này đang giảm chứ còn này còn 40 còn 38 này. 38.800. 38.800 nhá. Đấy, anh em thấy là 38.800.000. Đấy. Đó. Máy móc thì cửa hàng vẫn bảo hành là 1 năm sử dụng em nhá. Đấy, nhưng mà máy móc là bao zin êm luôn. Ở mỗi là chiếc này là rút hồ sơ chưa được chưa nên được, là rút hồ sơ được thôi. Đúng rồi, bán giá rẻ thì nếu anh em mình mà có nhu cầu mua xe mà không cần rút hồ sơ thì mình lấy chiếc này, phải nói là tiết kiệm tài chính rất là nhiều luôn. Đấy, một chi tiết xe em thấy là rất là liền lạc nhá. Đấy, không bể vỡ em nhá. Bởi vì mẫu này thường em bán cũng tầm 4 mấy rồi, nay em giảm còn 38 mấy thôi. 38.800.000. Đấy, giá rất là mềm luôn. Rồi, còn bên này, xem mình sang bên này. Bên này thì có mấy chiếc đèn đời cũ halogen. Chiếc này là 2014 luôn. 2014. Con này biển số Sài Gòn 59X1 125 nha anh em. 44.800.000. Xe đẹp đèn lạc nha anh em. Máy bao zin êm. Những cái mẫu này thì vẫn bao hồ sơ ha. Quay thì ở trên YouTube này có thể là lướt sơ qua nha anh em. Còn test máy từng chiếc một thì cũng hơi khá là lâu. Nên anh em quan tâm chiếc nào thì cứ inbox riêng cho em nhé. Rồi, 2014, 43.800.000. Đèn nhám nhìn khá là cứng xe nhá. Đèn nhám, con này rút hồ sơ sẵn. Con này hồ sơ có sẵn luôn chị ha. Đang rút. Đang rút ha. Đang rút. Đang rút sắp có rồi em nhá. Rồi là xe rất là đẹp, rất là liền lạc luôn. Máy cực kỳ êm. Rồi, bên đây thì chiếc này là cũng là 2014 luôn. Rồi, 2014, 43.600.000. Con này biển số 69 Cà Mau. Cũng là 125 luôn đó nhỉ ha. 125 luôn. Đấy, ok. Vỏ lốp thì cũng như là mới thay còn dày cui luôn. 43.63 hồ sơ. Rồi, chiếc này. Chiếc này là 2013. 2013. Con này 61C. Lên áo ý nhá, lên áo ý này. Lên áo ý, máy bao êm luôn. Nhưng mà giá này chưa bao hồ sơ. Có chiếc này là chưa bao hồ sơ, hình như là có hai con là chưa bao hồ sơ đúng không chị ha? Đúng rồi, giá này là chưa bao hồ sơ nhá. Đây, này 41 triệu. 41 triệu tròn. 41 tròn, chưa bao hồ sơ. Đấy. Đó, gọi là con này chưa rút hồ sơ. Máy thì cực kỳ êm luôn á, xe rất là đẹp nha anh em. Áo này là dàn áo mới luôn anh em nhá. Đó, áo liền lạc luôn. Đèn này. Giá cũng đẹp, trong veo luôn. Rồi, ok. Tiếp theo con này là đăng ký 2014 luôn. Rồi.
44,8 triệu mẫu 125, biển số 69 Cà Mau. Lên form ý nha anh em. Máy phải nói luôn. Là cực kỳ êm luôn, con này mới về. Máy móc êm anh em nhá. Đây. 44,8 triệu biển Cà Mau, 2014-125. Máy rất là êm. Đó. Giá lên áo ý là cực kỳ đẹp luôn. Đấy, anh chị em nào ở gần thì mình cứ ghé đến trực tiếp nhá, mình xem xe trực tiếp thôi. Đó, test xe. À, thử xe thoải mái nhá. Đến cửa hàng coi trực tiếp thì anh em thì sẽ được đi thử xe này, test thử xe này. Thoải mái test luôn. Okay. Rồi chiếc này là 215. 215. 44,6 triệu. 44,6. Mẫu này cũng là 125 đó nha. 125 luôn. 125 luôn. Đó, con này 2015 nên là nó ra cao hơn con 2014, 446. Rồi, bên này thì cũng là con 2014 luôn. 2014 125. Đó. 43,6 triệu, con này biển số 67 An Giang. Biển An Giang, biển 67 nhá. 67 An Giang nhá. Đấy. Nhưng ở đây khách An Giang mua cũng mua online cũng rất là nhiều luôn em. Đó, con này là nếu như mai cùng biển số cùng quê thì mình lấy chiếc này nhá. Ở nói xa thì mình cọc khoảng mấy triệu chị ha? Nói chung là khu vực miền Tây thì cọc tầm 3 đến 5 triệu đi. Rồi ok, nói chung là tầm từ 3 đến 5 triệu là ship 3, xe anh em nhé. Đúng rồi, 3 đến 5 triệu là ship xe đi. Rồi, đây. Rồi, SHMO nha anh em. SHMO bên này còn mấy chiếc anh em này. Con này 70 Tây Ninh nè. Này 2019. Bản CBS nhé. 42,8 triệu bao hồ sơ. 42,8 bao hồ sơ gốc. Màu đỏ mận. Xe nguyên bản luôn. Rồi, xe rất đẹp. Ok. Còn bên này thì mình thấy là có bản này cũng là ABS em này, SHMOD nhá. Cái này ABS này gọi là xe nhà mà này, bỏ ra đây em. Con này chưa thấy danh giá. Cái này bỏ qua đi. Bỏ qua hả? Cái này chưa bán được. Chưa bán ha. Rồi, còn bên này. Rồi, chiếc này biển số 61 này. Con này 2022 ABS nha anh em. Đây, ABS luôn. 2022. Chiếc này là 53,6 triệu bao sơ. Con này bao nhiêu cây mà nhìn thấy là vỏ rất là mới, còn dày cui luôn anh em ạ. Đây là đi bao nhiêu cây rồi? Đây 2022. Xe đẹp anh em nhá. 8.155 cây. Đó, mình đi 8.000 cây, lúc nào mình thấy là này anh em thấy là vỏ này dày cui nhá. Đấy, đĩa thắng đét luôn này. Có ABS luôn nhá. Đấy. 8.000 cây thì có đẹp rồi. Con này chỉ có 53,6 triệu thôi. 536, con này biển 61 luôn. 61. Đấy. Ok, giống như mà mình rút hồ sơ mà khách mà không có thời gian mà sang tên cửa hàng mình có làm luôn không chị ha? Có em, khách muốn cầm hồ sơ về tự ra tên thì gọi là cũng tiết kiệm được một khoản tiền. Và thứ hai nữa thì là rút ngắn thời gian mình đi làm lại, có nghĩa là dịch vụ thì có thể là làm nhiều bộ hơn thì người ta sẽ làm lâu hơn. Còn cá nhân mình làm thì chỉ có một bộ thôi thì mình xong ngay trong ngày luôn. Bấm biển ngay trong ngày luôn, lấy trong ngày luôn. Okay, còn nhá. Muốn nhập thì là bên em vẫn nhập cho khách thôi. Vâng, ok ha. Đó. Thì nói chung là cửa hàng cũng nhờ bên dịch vụ thôi. Nhưng mà nhờ bên dịch vụ thì mình cũng phải có công cán với người ta nữa. Đúng rồi. Nên mà mình tự đi được thì nó dễ hơn. Đó. Cũng tùy theo cái nhu cầu của khách. Nhu cầu của mình ha. Mình bận thì mình có thể là nhờ dịch vụ. Đấy. Rồi, hôm nay thì mình cập nhật một số cái mẫu xe có mặt trong cửa hàng. Anh chị em nào quan tâm thì có thể là ghé đến trực tiếp về cửa hàng. Ở cửa hàng xe máy Hưng Phát 186 nhé, địa chỉ Google, anh em thử gõ là 305 Lý Thường Kiệt, Dĩ An, Bình Dương, hoặc có thể liên hệ trực tiếp hai số Zalo trên mình nhé. Trong khi quay mà mình chưa có quay được chi tiết chiếc nào, anh em cứ liên hệ trực tiếp số Zalo, cửa hàng sẽ chụp hình quay video kỹ cho anh em nhé. Còn bây giờ thì mình cũng xin kết thúc video tại đây, hẹn gặp lại anh em những cái video sau nhé. Ok, chào chị Nhung nhé. Chào anh em mình nhé. Rồi ok, anh em nào đang xem mà quan tâm thêm cái mẫu xe khác thì cứ comment bên dưới, mình sẽ cập nhật thông tin báo giá sau. Xin chào, hẹn gặp lại nhé.